Rồi chào tất cả anh em nhá. Bên em vẫn mày giao cho bác ở trên Thái Nguyên nhá, Phú Bình. Đấy con xe này thì đấy thì em giao em vận chuyển rồi. Bác đặt thì xe thì cái alo trực tiếp cho em số điện thoại cứ ra. Anh em mua đặt hàng thì anh em cứ gọi điện cho em trực tiếp số điện thoại nhá. Xe đẹp luôn. Đầy đủ hết tất cả kiện ben.